Sắp tới là đám cưới Yến Quyền thì anh chị có gửi lời chúc gì cho hai người không ạ? Gia đình anh chị với lại với cháu chúc hai em Yến Quyền trăm năm hạnh phúc. Rồi anh chúc em Yến và em Quyền là coi như trăm năm hạnh phúc, bách niên gia lão và sớm sớm sinh quý nhân nhé. Thực ra là chị cũng mong chờ cái đám cưới đấy khá là lâu. Từ đợt cùng hai em đi Phan Thiết chụp hình, chị chúc hai em có một đám cưới thật là hạnh phúc. Hy vọng rằng các em sẽ biết quan tâm lẫn nhau, yêu thương nhau. Nếu như có sinh con gái thì sẽ biết biết làm như mẹ, và nếu sinh con trai thì biết làm như con. Chúc hai em hạnh phúc. Hiền hả? Thôi, chúc hạnh phúc nha. Hôm nay đám cưới hai anh chị, cho nên là tụi em thấy vui lắm, vui quá luôn á. Em cũng mừng lắm luôn á, mừng cho hai anh chị đó. Rồi, bye bye. Em thấy hai người rất là hợp với nhau, em cũng chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, mà cũng là giống như là những ngày mới gặp nhau vậy. Okay. Dạ có, em chúc anh chị sớm sinh quý tử, bên nhau hạnh phúc xà lâu nhé, mãi hạnh phúc nha em. Happy New Year. Sắp tới là lễ cưới của Quyền với Yến á, thì anh chị có gửi lời chúc gì cho Yến với Quyền không ạ? Anh chúc hai em cuối kết đồng tâm, đầu năm con trai cuối năm con gái. Yeah. Như được nói với Yến một điều gì đó thông qua clip này thì anh sẽ nói với Yến điều gì? Anh mong sau này anh với em khi mà cưới nhau về rồi thì sẽ luôn hòa thuận với nhau, tương kính như tân, là lúc nào cũng xem nhau như là mới. Thì mong sau này thí dụ như hai đứa mà có những cái vấn đề mâu thuẫn gì thì cũng bình tĩnh ngồi lại giải quyết, không có nóng nảy, lúc nào cũng tôn trọng nhau. Và con cũng cảm ơn ba má hai nhà đã cho tụi con có được cái hạnh phúc ngày hôm nay. Mấy ngày trước á, anh chọc em, anh nói với em là hả, chết rồi, khi mà cưới em về rồi thì cái sự sinh hoạt của anh sẽ bị xáo trộn hết. Nhưng mà em nghĩ cái sự xáo trộn của anh nó sẽ theo một cái chiều hướng tốt hơn. Ví dụ như là anh sẽ không có còn phải ngủ dậy trễ nè, mà em không phải canh điện thoại để gọi anh, mà phải khỏi nghe cái tiếng cằn nhằn gì của anh hết. Rồi nói chung là rất là nhiều cái tật xấu của anh, em nghĩ là anh sẽ thay đổi và theo cái chiều hướng tích cực hơn. Và cũng đặc biệt hơn nữa là hôm nay là cái ngày sinh nhật của anh. Ê, em tặng quà cho anh rồi nha, tặng từ 2 tháng trước rồi đó. Và em còn nhớ cái lời anh nói là anh sẽ chịu mọi cái sự giống như là sắp đặt em sẽ dành cho anh, và hy vọng anh sẽ không quên cái lời hứa đó. Và em cũng chúc sinh nhật anh tuổi mới anh sẽ trưởng thành hơn, và hai đứa mình sẽ từ bây giờ sẽ bước tiếp trên cái đoạn đường mà hai đứa mình đã chọn và sẽ luôn hạnh phúc.